các bạn một trận đấu hấp dẫn chưa từng có trong lịch sử đấu trường danh vọng. Hai đối thủ đầy ân oán nhất từ trước đến nay. Game TV Russia Flash. Yes, man. Thủ quân đội Game TV vẫn cứ chèo lái con thuyền dù hôm nay có vài anh em xạ đi. Giữa cái đầu lạnh nhưng nhiệt huyết, người ta luôn máu lửa. Dù Game TV từng là ngôi nhà Flash Team vẫn không có cửa. Ui kìa đừng dỡ, gọi ta thằng Bắc vào đây, cho cựu đứng giữa cổ Game TV bỏ xác lại ngay. Thi sung trận thần thái luôn bình tĩnh, không hấp tấp không ngổ ngáo, vì tao là tướng solo đứng giữa chứ đâu vào rừng để hổ báo. Vân Dương đã xuất hiện, ê, rừng địch sao cản được, ê, gặp tao thì mày tắt điện, ê, thằng hay trừng phạt trượt, ê, nhắc đến Vân Dương luôn đông fan nhất từ trước đến giờ. Rừng của tụi mày bị tao đâm nát mặc dù có khiết chống đỡ. Đấu sẽ vừa bài ban của solo cứ bước vào xem. Mạnh mẽ khi cầm lương bố ta bắt bại khi cầm Superman. Hôm nay bọn mày sẽ phải bại trận, điều này tao dám cược. Bọn tao đập nát cả nhà chính thì bọn mày sao còn trụ được. Nếu thật là mày thích chiến thì cứ bước vào đây. Broly không phải đầu gấu nhưng cả team luôn được bảo kê. Nam Chi và đội của mày hôm nay sẽ phải ra về. Mày nên đổi từ Alice đánh bờ ngăn ga vì mày như trò hề. Và tao gửi lời cho những thằng phản bội, chúng mày đã thua bọn tao tận 3 lần. Lần thứ 4 chúng mày cũng sẽ thua thôi. Vì trên chiến trường này không có chuyện quá tam mà bận. Chia Game TV. Không thể giấu là gấu, đẹp trai top 1 xe và Việt Nam. Mấy thằng xấu còn không phấn đấu, ta đánh cho cả đội mày tan. Solo đường mà gặp gấu thì thất bại nó là chuyện bình thường. Bước vào lên này mày thua sấp mặt nhận ra mình đã lầm đường. Game TV có thể thắng nói ra thì không ai tin. Lờ mà đã ra mặt kim phát hôm nay sẽ auto win. Hết thời kém cỏi thật sự bọn mày hôm nay không nên đi thi. Game mobile game PC có thật chứ làm quái gì có Game TV. Dân Game TV là duy nhất, các thứ khác là không quan trọng. Yuki muốn được như tao thì nên mang sách vở sang học. Kỹ năng của tao đồ điều luyện, chiến thuật của tao đời toán tới. Mày cứ đưa ra lên là chết, giết mày cứ tưởng đã phạm lĩnh. Bọn tao là tâm điểm, thịt của mày như điểm tâm. Sang đường nhà tao cướp thì gặp tao giống như gặp kiểm lâm. Đường mày nát như bãi rác, tao nói không có đùa. Tao sẽ khiến cho thằng mờ xương đánh cả trận không có bùa. Nhắc đến team của ba ba thì mày lên tránh xa. Trận này bọn tao chủ yếu là xem thằng đội trưởng cũ gánh tạ. Hôm nay chúng mày có thua thê thảm thì đừng có trách tao tàn ác. Logo bọn mày là Superman, làm sao theo kịp The Flash. Game TV bọn mày đã hết thời thật rồi, không có cơ hội thắng đâu. Bất tận hai thành viên chính bọn mày đã bách nhục, còn đòi tranh đấu. Here, The Flash.